rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, ngày hôm nay là ngày 25 tháng 12, là ngày Noel. Vì vậy, thay mặt những người thực hiện chương trình, Ngọc Hương và cô Hà xin được chúc quý vị khán giả thật nhiều niềm vui và thật nhiều hạnh phúc. Mà riêng cô Hà đó nha, Ngọc Hương xin được chúc cô Hà nè, sẽ có nhiều công thức món ăn để có thể làm cho chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình thêm phong phú nữa. Cô cảm ơn Ngọc Hương nhiều nha. Và nhân đây cô cũng chúc cho Ngọc Hương. Mà thôi cô Hà ơi, cô Hà đừng có chúc Ngọc Hương, bởi vì Ngọc Hương nhận được nhiều lời chúc rồi. Mà cô Hà nhận lời chúc của em rồi đó, nên cô Hà phải tặng quà thôi. Vậy là cũng biết Ngọc Hương rồi đó nha. Nhưng mà được thôi, Ngọc Hương không muốn tặng quà gì nè. Cô Hà ơi, cô hãy hướng dẫn cho em cũng như quý vị khán giả một món ăn như là một món quà Giáng sinh, nhưng mà phải đảm bảo là vừa ngon nè, vừa chế biến nhanh trong tích tắc thôi đó nha. Được rồi, hôm nay cô sẽ tặng cho Ngọc Hương và quý vị khán giả một món quà rất là đặc biệt. Đó là món ăn có tên calabe cá hồi trái bơ. Quý vị khán giả thân mến, món ngon vừa Giáng sinh trong ngày hôm nay là món calabe cá hồi. Không biết là quý vị có đang thắc mắc giống như Ngọc Hương hay không? Tên món ăn thì có vẻ Tây đó cô Hà. Vậy thì nguyên liệu có dễ tìm hay không? Ngọc Hương đừng có lo lắng gì hết ha. Nguyên liệu và gia vị rất là đơn giản, để cô giới thiệu cho Ngọc Hương xem. Để làm món canapé cá hồi trái bơ, nguyên liệu và gia vị cần có bánh mì baguette, cá hồi xông khói, nửa trái bơ tươi, trứng cút, ô liu, cà chua bi, chanh, ớt, thì là tỏi băm, các gia vị thông thường và không thể thiếu sốt trứng gà tươi mozzarella. Đầu tiên thì phần bánh mì này, mình sẽ mua bánh mì baguette loại đặc luộc ha. Yeah. Mình sẽ cắt mỏng ra khoảng chừng một phân. Yeah. Tiếp theo thì mình sẽ băm nhuyễn phần cọng của thì là. Nhưng mà phần lá thì là thì Ngọc Hương nhớ ha, mình sẽ lặt để lại đây. Để một chút nữa mình sẽ trang trí lên trên. Phần cọng này mình sẽ băm nhuyễn. Cô sẽ cho phần thì là băm này vô, với lại 3 muỗng sốt mayonnaise. Cô sẽ cho phần tỏi băm này vô trong sốt này luôn. Yeah. Với lại một ít muối. Rồi, mình sẽ trộn đều hỗn hợp sốt này lên. Tiếp theo thì phần sốt này cô đã trộn xong, bây giờ mình sẽ phết lên bánh mì. Dạ. Bánh mì sau khi đã phết sốt tỏi lên thì mình sẽ đem đút lò trong khoảng chừng 2 đến 3 phút ở khoảng nhiệt độ là 180 đến 200 độ C hả Ngọc Hương. Dạ. Thì bánh mì sẽ vàng giòn. Quý vị khán giả thân mến, sau khi chúng ta phết hỗn hợp sốt mayonnaise lên trên bánh mì thì chúng ta sẽ đem đi đút lò trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút và nhiệt độ là 180 độ C quý vị nhé. Trong lúc chờ bánh mì vàng giòn thì cô sẽ nhờ Ngọc Hương mình sẽ dùng muỗng và mình nạo cái phần cơm của trái bơ ra như thế này. Dạ. Sau khi nạo xong thì mình sẽ tán cho phần bơ này thật là nhuyễn ha. Dạ. Đầu tiên thì mình sẽ cắt ô liu. Cà chua này thì mình sẽ cắt dọc làm tư. Trứng cút thì mình cũng sẽ cắt dọc ra làm bốn. Dạ. Mừng ngày Giáng sinh an lành, mừng hạnh phúc cho mọi nhà. Đúng rồi, được rồi đó, rồi cảm ơn Ngọc Hương. Tiếp theo thì mình sẽ trộn phần sốt bơ với 2 muỗng sốt mayonnaise, một chút muối, một chút tiêu. Và cô sẽ vắt vào đây khoảng 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Là phần sốt bơ đã xong rồi, mình sẽ cho nó vào một cái túi đặt kem ha. Dạ. Mà nếu có nhiều thời gian á thì sau khi mình cho phần bơ này vào túi bắt kem á thì mình giữ trong tủ lạnh, đến lúc mình tạo hình á thì sẽ đẹp hơn và cái ăn nó cũng sẽ ngon hơn. Cô Hà ơi, cá hồi xông khói thì mình làm cái gì hả cô? Cá hồi xông khói á thì khi mà mình mua ngoài chợ thì người ta đã cắt lát sẵn rồi. Mình về mình sẽ cắt những lát cá hồi có bản dày khoảng chừng 1.5 đến 2 phân như thế này. Sau đó mình sẽ cuốn lại để tạo thành những bông hoa giống như là những bông hoa hồng á Ngọc Hương. Và để cho tạo hoa hồng dễ thì mình sẽ dùng một chiếc đũa ha. Thì mình sẽ tạo thành những bông hoa hồng. Thưa quý vị khán giả thân mến, để tạo hình hoa hồng cho cá hồi xông khói thì chúng ta sẽ dùng một chiếc đũa quấn theo vòng tròn quý vị nhé. Như vậy là các bước chuẩn bị cho canapé đã xong rồi đó Ngọc Hương. Bây giờ mình bắt đầu tạo hình ha. Mình sẽ đặt lên đây 1-2 lát bánh mì gì đó. Sau đó thì cô sẽ bắt cái phần sốt bơ lên ha. Sau đó thì cô sẽ đặt lên những bông hoa. Tiếp theo thì mình sẽ đặt lên một miếng ô liu, một miếng cà chua và một miếng trứng tùy theo ý thích ha. Rồi mình sẽ trang trí lên đây một miếng ớt cắt sợi,
và một cọng thì là nhỏ thôi ha. Đêm Noel, đêm Noel ta hãy cùng vui lên. Ngọc Hương ơi. Dạ. Đây là quà dành cho Ngọc Hương nè. À, cảm ơn cô Hà. Món canapé cá hồi cháy bơ nhìn thật là hấp dẫn. Mà cô Hà ơi, cô Hà xem nè, không gian bếp của chúng ta tràn ngập không khí Giáng sinh luôn. Và bây giờ thì Ngọc Hương phải thử món ăn này, bởi vì đây là thành quả lao động của cô trò mình hôm nay đó. Dạ, đồng ý. Ngọc Hương tin là bữa tiệc Giáng sinh của quý vị khán giả sẽ thêm phần hấp dẫn với món canapé cá hồi cháy bơ. Ngọc Hương sẽ thử nha. Bánh mì thì giòn nè, tất cả các loại gia vị mà trong cái sốt bơ của cô Hà, đặc biệt là mayonnaise, ăn rất là ngon. Món ăn này hả, Ngọc Hương nghĩ là tất cả mọi người trong gia đình và bạn bè Ngọc Hương cũng như là quý vị khán giả ai cũng sẽ chấm điểm 10 cho món ăn này đó. Cô cảm ơn Ngọc Hương nha. Món ngon. Vui Giáng sinh. Quý vị khán giả thân mến, Ngọc Hương và cô Hà xin được kính chúc quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Và quý vị đừng quên chia sẻ cảm nhận về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, cũng như là kể cho chúng tôi nghe về những kỷ niệm tuyệt vời trong ngày Giáng sinh của mình quý vị nhé. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083-930-8794. Còn bây giờ, Ngọc Hương và cô Hà xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.